Ngày 15 tháng 9, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ thông xe cầu Vàm Sát 2 ở huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh. Dự án cầu Vàm Sát 2 có tổng mức đầu tư 343 tỷ đồng, rộng 10 mét, đường dẫn cầu dài hơn 640 mét, phần cầu dài hơn 430 mét. Dự án nhằm thay thế cầu Vàm Sát hiện hữu đã quá tải, xuống cấp, không đảm bảo yêu cầu phục vụ giao thông.